Thank you.
tầm 6 giờ 6 mấy là bắt đầu cái ông lớn râu ra rồi cả. Nó quay nó chướng rồi. Làm hồi giống như dê vậy. Kia nó cũng có bịch mắm đêm kìa, cũng có bịch mắm đêm bữa mua bà lá lốp á mà bệnh. Nói vậy mà chứ đâu phải con chỉ lọc lại thôi. Tại mẹ lỡ dính cái sao mẹ dính luôn. Lỡ hết đi. Bà nội mày mới định hỏi tao. Ê. Bạn lắm cũng mất hết mấy trăm. 500-600. Để thầu lăn nước ngọt không vậy á, cho luôn cho nước ngọt. Nước ngọt. Cái cục cải nó hết. Nó đắt rồi. Ở đây này vô này là cái này là hầm. Lá tí tô. À đúng rồi là dê ăn lá tí tô. Không thể lá mơ. À lá mơ cũng được mà. Hàng này uống như này. Bây giờ đây là cái canh. Để ăn. Do ăn thôi chứ không do ai hết. Đồ ngốn, đồ vô. Ăn là một phái.
Mẹ ăn thịt dê mà ta tưởng mẹ ăn mía mà xiết rồi xiết xiết. Dạ. Anh đem cây sả nữa, bên cho nó cây sả cho nó xiết. Anh Nam Nam. Sẵn ngăn chè qua thằng sói lấy cái bếp ga anh Nam. Lỡ chân chèo đi chú Nam. Bếp ga nhỏ.